Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Garden Channel. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người đó là cách thiết lập thời gian trên máy tính sao cho đúng nhất. Hiện tại là máy tính của mình là cũng mới cài Win xong, cho nên là phần thiết lập thời gian của mình hiện tại là bị sai, không đúng so với vị trí của mình ở. Để mà thiết lập được thời gian, các bạn vào phần Start, tiếp theo các bạn vào phần Setting. Ở đây các bạn vào phần thai này, tiếp theo là các bạn vào phần thai zone này, các bạn tìm đến vị trí Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Ở đây vị trí của mình là Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Các bạn kiểm tra lại điện thoại, ở trên điện thoại mình có thời gian đúng chưa? Đúng rồi các bạn ơi, hiện tại là cộng 8 giờ 8 phút. Một lần nữa mình xin cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, một subscribe nhé, để cập nhật những video mới nhất của mình. Một lần nữa mình xin cảm ơn và hẹn những video tiếp theo.